Hello, welcome to our Vietnamese learning channel. Hôm nay là cuối tuần, mẹ đưa Bin đi vườn bách thú chơi. Mẹ ơi, đây là con gì hả mẹ? Đây là con khỉ. Con nhìn kìa, con khỉ đang trèo cây kìa. Con đưa cho nó đồ ăn, nó sẽ lấy ăn đấy. Thật á? Vậy con cho con khỉ ăn chuối nhé. Ừ, nhưng phải cẩn thận đấy nhé. Vâng ạ, chúng đáng yêu quá. Mẹ ơi, nhìn kìa, con chim khổng lồ kìa. Đây không phải là con chim khổng lồ đâu con, đấy là con đà điểu. Vậy con đà điểu có biết bay không mẹ? Không con à, đà điểu có hình dáng giống chim nhưng lại không biết bay. Mẹ ơi, kia có phải con rắn không mẹ? Ôi, con rắn to quá. Không, đó là con chăn. Con đừng đến gần quá nhé, nguy hiểm lắm. Mẹ ơi, kia là cái gì? Có phải nhà của chim không? Ừ, đúng rồi con. Nó được gọi là cái tổ chim. Thank you for watching. I've started a YouTube channel focused on helping you to study Vietnamese by yourself. So please subscribe to my YouTube channel to encourage me to make more videos. Looking forward to sharing more valuable content with you.